Trở lại là phần tin Việt Nam và bản tin sau đây cho hay, nhà báo livestream tại phiên tòa sẽ bị phạt 30 triệu đồng và tịch thu tang vật. Phần tin chi tiết Kim Dung gửi đến quý vị như sau. Theo như báo Tuổi Trẻ ngày 15 tháng 8 2022 loan tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cộng sản đã cho ý kiến về dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Cộng sản đưa ra với 4 chương và 45 điều. Trong đó các điều như là nếu nhà báo ghi âm, thu hình hoặc là thu hình có âm thanh và phát trực tiếp lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa, không được sự đồng ý của người tham gia tố tụng, thì có thể bị phạt tiền từ 15 triệu cho đến 30 triệu đồng và đồng thời tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tư liệu, tài liệu, hình ảnh và nộp lại số lợi bất hợp pháp. Ngoài ra thì các hành vi khác cũng bị phạt như là nhà báo không thực hiện các hành vi như trình thẻ nhà báo và giấy giới thiệu công tác khi tham dự phiên tòa để đưa tin về phiên tòa, không chấp hành sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa về khu vực hành nghề thì có thể sẽ bị phạt từ 500.000 cho đến 1 triệu đồng. Nhà báo, luật sư, trợ giúp viên pháp lý mà đưa tin sai sự thật nhằm cản trở hoạt động tố tụng của tòa án có thể bị phạt tiền từ 15 triệu đồng cho đến 30 triệu đồng. Và thưa quý vị, nguồn tin sau đây cho hay hầu hết những người lao động chưa được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trên TV. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ ngày 15 tháng 8 năm 2022 loan tin, ông Đào Ngọc Dung là Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Cộng sản cho biết, nhiều người lao động chưa được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trên TV. Tính cho tới 4 giờ 30 phút chiều ngày 14 tháng 8, nhiều địa phương giải ngân tiền trợ hỗ trợ thuê nhà cho người lao động ở mức dưới 10%, như là tỉnh Bình Định giải ngân 0.47% trong tổng số tiền hỗ trợ, tỉnh Nghệ An thì giải ngân được 0.95%, tỉnh Vĩnh Long thì giải ngân được 1.06%, tỉnh Bắc Ninh giải ngân được 1.57% và còn có nhiều tỉnh thành khác cũng tương tự. Đặc biệt có tỉnh Phú Yên chưa giải ngân được đồng nào cho người lao động. Trước đó thì nhà cầm quyền Cộng sản cũng đã hùng hồn công bố là sẽ chi 6.600 tỷ đồng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08 và các tỉnh thành phải hoàn thành chi tiết hết tiền trong tháng 8. Mỗi người lao động đang làm việc sẽ nhận tiền hỗ trợ tối đa là trong 3 tháng. Mỗi tháng thì được 500.000 đồng cho một người. Còn đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động thì sẽ được hỗ trợ gấp đôi. Nhưng cho đến nay tất cả chỉ là lý thuyết. Hầu hết những người lao động đều chưa nhận được tiền hỗ trợ. Và vẫn theo người lao động cho biết thì dù nhà cầm quyền tuyên bố hỗ trợ cho người lao động, nhưng lại đưa ra cho họ rất nhiều yêu cầu về thủ tục giấy tờ, khiến cho họ gặp nhiều khó khăn phiền hà khi đi làm thủ tục để làm hồ sơ nhận tiền. Và nhiều người thậm chí không làm được thủ tục. Bản tin tiếp theo đây liên quan đến hai người Việt tị nạn chính trị trong trại giam của Sở Di dân Thái Lan kể lại câu chuyện của họ, thưa quý vị. Theo như bản tin của Đài Á Châu Tự do AFA, bà Nguyễn Thị Thùy và ông Hồ Nhật Hùng thuộc nhóm Hiến pháp, một nhóm cổ suý cho quyền tự do, hội họp và lập hội, hiện đang tị nạn tại Thái Lan đã chia sẻ rằng họ rất sợ hãi trong thời gian bị bắt tại trại giam của Sở Di dân Thái Lan. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ hai người vào ngày hôm 24 tháng 7 khi đang ở trong một căn phòng trọ tại tỉnh Pathum Thani, phía bắc thủ đô Bangkok. Theo như bà Thùy lập lại thì lý do họ bị cảnh sát bắt là do cư trú bất hợp pháp và thẻ tị nạn của họ bị hết hạn. Tại một tòa án địa phương, bà Thùy và ông Hùng bị kết tội di dân và cư trú bất hợp pháp. Sau đó bị đưa vào trung tâm giam giữ người di dân trái phép IDC ở thủ đô Bangkok. Đến đầu tháng 8, thì một nhân viên của Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Bangkok đến nhà tù và gặp cả hai người để thuyết phục họ trở về nước. Bà kể với phóng viên Đài Á Châu Tự Do rằng, nhân viên Tòa đại sứ đã đến và nói là sẽ tạo điều kiện để đưa họ về nước, nhưng bà đã không đồng ý và cho biết là sẽ chờ Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, sau đó thì theo lời kể của bà, nhân viên Tòa đại sứ nói rằng hành động của bà sẽ mang lại kết quả không tốt. Bà Thùy và ông Hùng là hai trong số hàng trăm người Việt đang tị nạn chính trị tại Thái Lan đang chờ được đi định cư ở nước thứ ba và đối diện với việc bị cảnh sát sở tại
bắt khi đi lao động bên ngoài. Hồi tháng 2 năm 2019, thì bà Thùy và ông Hùng được Cao ủy tị nạn của Liên Hiệp Quốc cấp thẻ tị nạn. Tuy nhiên, thẻ này đã hết hạn hồi năm ngoái. Và nguồn tin sau đây cho hay quán cà phê Việt Nam thổi luồng sinh khí mới cho Columbus Park, Missouri. Vào tháng 10 năm 2020, bà Jackie Nguyễn khai trương một quán cà phê mang tên Cà Phê. Và đây cũng là quán cà phê đầu tiên Việt Nam duy nhất ở thành phố gần 200 năm tuổi của Kansas, Missouri. Ban đầu thì bà Jackie mở một quầy pop-up, thuật ngữ chỉ những quầy hàng được mọc lên, chớp nhoáng và biến mất sau một khoảng thời gian ngắn. Và sau đó thì bà chuyển sang bán cà phê lưu động trên xe vận tải. Và cũng kể từ đó thì bà bắt đầu mở các quầy cà phê pop-up trên khắp thành phố cũng như là tại các khu dân cư tại West Bottoms và Westside. Vào năm 2020 thì bà chính thức mở một quán cà phê tại Columbus Park. Và kể từ khi mới chuyển tới thành phố Kansas thì bà đã yêu Columbus Park, tọa lạc ở phía bắc của Independence Avenue và ngay phía đông của River Market. Khu phố lịch sử của người Ý này là một trong những thành phố lâu đời nhất của Kansas. Và đây cũng là nơi sinh sống của cộng đồng người Việt đông đảo nhất ở thành phố. Bà Jackie đã chọn Columbus Park làm địa điểm để xây dựng quán cà phê có tên là Cà Phê, với mong muốn nâng tầm văn hóa Việt Nam và kết nối cộng đồng. Quán cà phê với sàn gạch nung, mái gói theo kiểu Ý và hình quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa sơn bên hông mang đến sự pha trộn văn hóa tại khu dân cư chủ ý là người Ý và người Việt. Đối với nhiều cư dân thì quán cà phê mang tên Cà Phê mang đến sự phát triển cần thiết cho khu vực. Bà Kate Persorti là chủ tịch hội đồng cộng đồng Columbus Park cho rằng việc kinh doanh của bà Jackie sẽ mang đến một bước ngoặt lớn cho nền kinh tế trong khu vực này. Ngoài việc thu hút những người mới đến trong khu vực thì cư dân nơi đây rất là hào hứng khi mà có một không gian mới để tụ họp. Bà Jo Mary Guastuello là cư dân lâu năm ở Columbus Park cho biết quán cà phê mang đến cho người dân một nơi để gặp gỡ và trò chuyện. Hai mẹ con của chủ tiệm ở Westminster chống trả người cướp thức ăn, thưa quý vị. Hai mẹ con chủ tiệm ăn Wrapped with Love ở Westminster, California đã chống lại một người đàn ông đột nhập vào tiệm lúc 7 giờ 45 phút tối ngày Chủ nhật ngày 7 tháng 8. Khi người này ngang nhiên đi thẳng đến tủ lạnh và định lấy thức ăn sau khi tiệm đóng cửa nhưng chưa khóa, trong lúc gia đình chủ tiệm còn ở đó. Video của tiệm quay được cảnh bà Carol Garnier, chủ tiệm, và cô Mary Dow, con gái của bà, chiến đấu chống lại ông này, không cho ông tự tiện lấy thức ăn. Bà Garnier cho biết, người đàn ông này có thể là người vô gia cư. Cô Mary Dow chia sẻ rằng khi chứng kiến sự việc đó, bản năng của cô vùng lên. Không biết bằng sức mạnh nào cô đẩy cái bàn để cản ông ta, và có lẽ là do cá tánh của cô được thúc đẩy khi cô cần bảo vệ thức ăn và đuổi người lạ mặt ra khỏi tiệm. Bà Garnier cho hay, mẹ con bà chỉ sử dụng cái bàn để lùa người đàn ông ra khỏi tiệm. Vì bà lo ngại ông ta sẽ ra sau quầy là nơi họ để dao hoặc là ông ta vào tủ lạnh, lấy hết thức ăn. Bà Garnier nói rằng, nếu người đàn ông hỏi xin đàng hoàng thì bà sẵn lòng nấu cho ông ấy món gì đó để ăn. Nhưng đằng này, ông ta chỉ hung hăng muốn cướp thức ăn của tiệm. Trong đoạn video giám sát có thể thấy người đàn ông ném lon bia vào mặt cô Mary Dow, nhưng mà may mắn là cô không hề hấn gì. Theo như bà Garnier, mẹ con của bà đã báo cáo cho cảnh sát Westminster, cảnh sát đã cho biết là họ nhận ra người đàn ông này và đang truy lùng để bắt ông ta. Đến đây chúng tôi sẽ được tạm ngưng phần tin tức trong giây lát, khi trở lại sẽ gửi đến quý vị những phóng sự từ Ukraine cũng như là từ Bắc California. Mời quý vị nhớ đón xem.